jawabannya mana di sini yang kepakai karena adalah yang dengan token bun fancy. Một số thông tin về đồng token này, số tổng cung phát hành là 100 tỷ, đã có 675 tài khoản order, đã phát sinh 1854 lần giao dịch rồi. Rồi thì đầu tiên các bạn truy cập vào link website lamadrop.net, nên truy cập website được cụ thể phần dưới mô tả video nhé. Sau khi đã vào được website thì các bạn làm theo hai bước hướng dẫn trên website của mình. Bước 1, các bạn sẽ check contract. Các bạn có thể sử dụng nút copy contract ngay ở đây. Sau đó các bạn quay sang ví MetaMask hoặc ví chủ đặt lát của các bạn nhé. Các bạn thêm địa chỉ token này vào ví giúp mình. Ký hiệu PBF số tập phân 0. Và nhấn tiếp theo, nhấn thêm token. Sau khi đã thêm được địa chỉ token vào ví, các bạn quay trở lại website Calamari.net nhé. Thì tới bước 2, nhấp vào cái link rút gọn đây để nhận token. Rồi chương trình AirDrop sẽ kết thúc khoảng 44 ngày nữa nè. Các bạn có số phần bên dưới này. Thì ở đây các bạn có thể bỏ số vốn nhỏ là 0.01 BTC mua đồng token này để hô tích trữ lâu dài, sẽ có lợi cho các bạn nhé. Còn nếu bạn cọc bạn cả làm các bạn nhấp vào phần này yêu cầu PBF. Nó yêu cầu kết nối với ví và phần đất tiếp theo phải nhấp kết nối. Visa là 0.00567 BTC. Các bạn nhấp xác nhận. Rồi, xong gì đang được xử lý. Các bạn nhớ thường xuyên theo dõi website calamari.net nha, để cập nhật những dự án đến phần thưởng token mới nhất trên nền tảng và đèn blockchain. Ngoài ra, các bạn lưu ý một bên cái tay phải này, những cái dự án AirDrop sắp kết thúc ngày gần nhất, những ngày gần nhất các bạn vào đây, bạn nhấp vào nút contract đây để copy contract và quay sang ví vào ví của các bạn các giá này. Đó, và nhấp và các bạn nhấp vào nút nhận token này để vào web mới thì nhận token nhé. Rồi thì mình đã hướng dẫn các bạn cách để claim được 1.000 đồng token ở phút 4 Fluency. Các bạn có thể ủng hộ kênh bằng cách đăng ký kênh và bật chuông thông báo để cập nhật những video mới nhất. Video xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn nhé.